Chào các bạn, mình là Kuro MC đây. Trong quý giới lần này, mình và Kira MC sẽ sinh tồn 100 ngày trong Minecraft Sky Block Happy ở server LuckyVN. Nếu các bạn muốn chơi cùng mình với Kira MC, thì các bạn nhớ tham gia server này để chơi cùng tụi mình nha. Giờ thì mình sẽ không nói nhiều nữa. Nếu các bạn thấy hay, các bạn đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh nữa nhé. Giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ nha. À, nếu video của mình đạt được rất là nhiều like và nhiều lượt xem nữa, thì mình sẽ tiếp tục chơi cùng Kira nha mọi người. Giờ thì bắt đầu trong video thôi nào. Mình với Kira mới vào mọi người, thì có một bạn cho Kira một món đồ gì đó mình cũng không biết nữa, hình như là cho mấy cây kiếm và mấy cây cúp hay sao á, mình cũng không biết tại sao lại cho nữa, nhưng mà chắc chắn là mấy bạn đã biết tụi mình á, nên là cho Kira đồ mọi người, nhưng mà không có cho mình, trời ơi khá là buồn luôn. Nhìn cái gì nhở, không cho nhìn. Cho đồ đi, nhìn cái gì, cho đồ đi. Nhưng đồ không cho nhìn. Không cho đồ mà cứ nhìn không á, người đâu á. Hôm nay thiệt là đạt 136 rồi này. Hay. Ai vậy? Đạt 136. Đạt. Đạt 136. Đạt. Master là biết tôi đạt. Ôi ôi cái đảo nó là 189.000. Úi giời ơi, nó giàu lắm á. Xin đồ đi. Ê cho đồ đi. Ôi dù vô anh xin. Đúng. Ủa? Là một cái thằng người đấy xã hội đi lên. Mình mời. À không thấy trên đầu tôi có chữ vô gia cư à? Không xin thì lại gì? Phô ra cơ nhưng mà không nghĩa là mình sẽ đi xin đồ. Thì nó là thế đó. Tạo đảo đi. Tôi tạo hay ông tạo đây? Bây giờ ông cứ thăng chức tôi làm chủ đảo đi. Tôi đá ông đá từ từ đây xuống đáy xã hội. Mà tôi đang thắc mắc không? Bây giờ mình nhảy xuống dưới có sao không ta? Sao nó nhảy? Ê ai nhảy thật kìa, ê à. Thiệt là ba. Không sao. Trải nghiệm đi không? Tạo ma tao đi. Trải nghiệm đi. Thật không? Thật, đã lắm. Cảm giác đã lắm. Cảm giác như mình đang lên từ trên thiên đường xuống. Ui. Ê. 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 Nhìn trộm như thế này, dình mò thế đấy. Ui ấy. Ui. Ông ơi. Bô gia cư. Dịch mò nha. Mò nha, dịch mò nha. Ôi, có tiêu rồi. Theo trong ngôn mọi người, từ trước giờ mình đi Kira chính được chơi Skyblock rồi mọi người. Nên mình phải đập cái đảo đi mọi người. Đây là cái đảo mà Kira tạo ra cái đảo nấm mọi người. Rất là nhỏ luôn. Còn nếu mà tạo cái đảo to quá, đào rất là mệt, đập cũng mệt nữa. Nên là cái đảo nhỏ đập cũng khá là hơi mệt đấy. Nó cũng khá là bình thường thôi à. Thằng ba cua tôi chơi game 10 năm nay. Rồi đó. Vậy nè, đây tôi đây nè. Ừ đây. Như nè. Đấy anh nhìn. Hay quá, hay quá, bắt cua 10 năm hay quá. Sao không xuống được hay vậy? Điên nào. Nhảy xuống. À dạ. Ghê không, ghê không. Ôi nhô thật 3 cộng lúa. Giờ thì mình với Kira đào hết cái đảo đi mọi người. Để mà làm cái đảo mới đấy. Thì mình sẽ xây dựng lại mọi người. Để làm một cái hang đảo hoàn chỉnh. Trước giờ tụi mình cũng xây nhiều đảo rồi, nên là đây là cái hòn đảo khác khác mọi người ha. Mình sẽ xây khác những cái món công trình khác nữa. Nói chung là không trùng công trình là được. Hiện tại là cái đảo của mình nó chỉ có 50x50 thôi mọi người. Sau này thì Kira sẽ mở rộng đảo hơn một chút nữa. Thì mình thấy nó cũng khá là nhỏ mọi người. 50x50 block thì nó khá là nhỏ ấy. Thì mình có kêu Kira nâng cấp đảo lên á. À không, mà ổng tự nâng đó chứ. Thì đối với ổng thì ổng cái đảo này cũng khá là nhỏ mọi người. Mình cũng thế luôn á. Xây dựng thì không biết xây dựng như thế nào nữa. Thì mình thì không có rành về Skylock lắm, nên cũng không biết mở rộng đảo như thế nào ấy. Ổng là chủ đảo thì để ổng mở ha. Tiết kiệm đi. Tiết kiệm. Ôi trời, cái đảo của trời nó phèn ghê luôn đó. Đây. Nè. Thông minh quá. Nha. Đã câu được con cá 130m hả? Ghê vậy. Ê, một dài 337. À. 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 Ấy bị kẹt, bị kẹt. Ôi tôi bị kẹt ông ơi. Cái này bê không được, bị kẹt. À da.
Ok, cảm ơn ông. Ủa? Tiết kiệm nước. Tiết kiệm nước mà. Ông mất tiêu luôn rồi này. Nước đâu? Ông nhìn đâu dòng nhiều nước không? Kìa, ông ơi, ở dưới con còn cục ông không ơi. Kìa nhập nước đi mà. Nó đi. Ai đập xong thiếu? Thiếu. Ai? Ai? Ai tên Kira? Đầu á mọi người, là Kira có nói với mình á là chỗ này mọi người, là nó không có ra block kiểu như là quặng khoáng sản á, nên là dùng nước cái lava không có được, nên là chắc chắn là dùng hàng rào á. Nhưng mà thanh niên là dùng hàng rào vẫn không được mọi người ạ. Nó ảo ma Canada Shizuoka thật đó chứ. Bên đảo người ta thì dùng được, nhưng đảo của mình thì không dùng được á. Người người thì nước với nước, người thì lava với hàng rào. Ủa lấy gì trời. Đi. Chúng ta sẽ đi ra đi mà tìm đường cứu bắt cái đảo này. Một cách nào để TB qua đảo này khác chơi không? Con TB nó cho quà. Lúc này thì Kira cứ qua đảo của người khác rồi mọi người. Mình ở nhà mình trải nghiệm thử luôn. Mình dùng cái băng bình thường á, mình đặt nước với lại mình đặt ra với lại mình đặt cái hàng rào đó mọi người, xong nó ra nguyên cái khoáng sản cho mình luôn. Đâu như ai đó đâu mọi người, đặt mãi không ra khoáng sản chứ. Thật ra tôi biết lâu rồi, tôi giả bộ tôi không biết để cho ông mò thôi. Mày mò lắm mẹ. Về nhà đi ông ơi. Có kim cương rồi nè. Gì kìa. Trời ơi. Ủa sao lại được? Người ta gọi là thủ công, ông hiểu không? Ai như ông? Dạ, dạ. Ông kia thôi, ông kia. Ủa là sao? Không ơi. Biết sao, hồi nãy mình ông nãy hồi nãy ông dùng xô nước đúng không? Đi vô vô trong đây nè. Mình dùng cái đó đó, đập ra nó ra. Ủa, lại còn nhảy. Khốn nạn đấy không biết đấy. Thì nó là thế mà. Bực. Đấy, bây giờ đã hiểu cách làm ra khỏi sản rồi đấy. Sau khi tụi mình cứu được cái nạn đảo này mọi người, rồi mình với Kira sẽ chia ra xây dựng á. Mình thì mình chắc chắn sẽ xây nhà rồi, còn Kira thì sẽ xây máy pha mọi người. Chia ra xây dựng nó sẽ tốt đẹp hơn, nói chung là mỗi người một căn nhà ha. Mình trước tiên á mọi người, mình sẽ xây dựng căn nhà gỗ trước, đó chính là căn nhà gỗ để mình sinh tồn á. Thì trước giờ thì mình cũng chưa xây căn nhà nào bao giờ cả. Nói chung là căn nhà này thì mình đa số thì mình xây rất là ít mọi người. Hiếm khi mình xây căn nhà bự như thế này lắm. Những ngôi nhà gỗ mình build to như thế này á mọi người, do mình học bên nước ngoài á, học về build lại cho mọi người xem thôi. Còn bạn nào mà muốn build đẹp hơn nữa thì mọi người nhớ ra kênh nước ngoài mọi người xem á, thì nó có rất là nhiều video hay cho mọi người xem, đó chính là build những căn nhà rất là đẹp luôn á. Bây giờ mình không nói nhiều nữa nhá, giờ xây dựng thôi. Gì ông nói lại coi, nói lại coi. Bà ơi, một cây mía này sẽ mọc ra được một tỷ cây mía. Ông đang nói chuyện cây mía hả? Ừ. Nó có trả lời lại không? Không. Đúng rồi, nó mọc ra hết chỗ này trời. Ông đoán xem nó mọc trên hết chỗ đó nào. Và cuối cùng thì mình đã xây ra căn nhà gỗ rồi mọi người. Đây là căn nhà gỗ mà siêu to khổng lồ luôn. Nói chung là cũng to mọi người. Bên trong thì mình chưa trang trí đâu. Bây giờ mình sẽ trang trí bên ngoài nữa để cho nó đẹp á. Thì sắp tới thì mình sẽ xây thêm một cái hình tròn đó mọi người, để mà build một cái tháp đồng hồ á. Thì mình không biết nó có đẹp hay không nữa, tại vì trước giờ mình cũng chưa build mà theo đó kiểu hình tròn tháp đồng hồ nữa. Tôi kệ đi. Bây giờ thì mình trang trí căn nhà của mình cái đã, rồi mình sẽ đi báo cái kia ra sau nhá. Sau khi mình trang trí căn nhà xong á mọi người, rồi mình sẽ đi xây một cái hình tròn. Sắp tới mình build cái gì mọi người cũng biết rồi đúng không? Mình vừa nói xong ấy.
shopping mua cái gì ở đó? Mua xương hả? Mua xương hả? Chắc núm đồ quá. Người ta gọi là xương người ta gọi là áp lực tiêu tiền này. Xương xương ha. Sáng sáng đồ ha. Ôi. Ôi giời. Ê à, sao giữa đồ. Xương. Xương xương mà. Xương xương ơi. Xương. Xương. Không đâu rồi. Tôi không biết tôi đánh đâu nữa. Tôi đang trên thiên đàng. Hình như tôi đang. Tôi đang trên thiên đàng sao? Rồi. Quay lại đi ông ơi. Đâu rồi? Đây. Nào, nào, nào. Này nha. Được rồi, được thôi, được thôi. Được thôi. Được rồi nha. Nhớ đấy. Cái mối thù này tôi ghim tôi ghim xương và máu à. Ừ, thương thương thôi. Một đao một kiếm chém chết người ta luôn. Tốt quá. Chắc thèm, chắc thèm. Nè cho rác nè nó lấy đi nè. Nè. Không bắt được ta. Hay nhỉ. Nhớ đó nha. Ông á, ông nhớ tôi đấy. Không, tóm lại là ông nhớ tôi đấy, ông nhớ cái mặt của tôi đấy, nha. Người ta mua xương xương. Tóm lại là ông nhớ đó đấy. Nè, qua đây coi, tôi coi, tôi mua xương xương này, qua đây đâu. Ừ, xương xương, ừ. Nó đào như cái máy á. Xương xương của ông á, đào như cái máy á. Sau khi bị cái trai giết vài mạng mọi người, mình nó kêu ra qua đây chấm điểm cho mình, rồi coi khu này có đẹp hay không á. Ừ. Qua đây, qua đây. Nào, tôi nghiêm túc nào. Đây, chỗ này là mình... Ai biết chứ không thấy gì. Đây, ông thấy nó đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Tôi chỉ thấy nó lệch rồi. Đâu? Là chỗ nào vậy? Lại cái hôm lệch, lệch lòi. Sao chỗ này tình hai cục? Nào, nào, tôi che rồi, nào, đừng, nào. Che rồi, đừng, đừng nhiều quá đó. Đừng. Chỗ này hai cục trắng, chỗ này một cục trắng. Nhưng mà, nhưng bây giờ... Đây nha, bây giờ nếu mà fit chỗ này đi á thì nó sẽ... Thì nó lại... nó phải, mình phải đập hết cái này nè, trời ơi. Thôi lật một cục thì không sao. Lật một cục thì không sao. Sao không bỏ cái này đi? Vậy hả, đây vậy hả? Nhưng mà nó vẫn lệch. Ủa, đại đấy có cục à, lật có cục không sao đâu. Để bỏ đây. Đây. Nhưng mà sao nó lệch được hay vậy? Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ người trắng xanh đấy. Tôi nghĩ chắc là xe bằng nhau rồi đó nhưng mà biết chỉnh sửa. Nhưng mà like. Nào. Là chỗ nào? Tao biết đi. Tấm này đi đúng không? Sao nó lại được hay nhỉ? Ừ, đó là được hay nhờ. Thế mới hay á. Thế nó mới ảo ma Canada đó. Ở ngoài đã bằng nhau hết rồi, trong đây lịch á. Làm sao nữa? Đấy, thấy mới giỏi, như thằng nó thích lệch mới giỏi. Mà sao nữa? Đấy, hết lệch rồi đó. Ủa? Ủa, nãy giờ... Ừ, thế mà có thằng nó thích lệch lệch. Không, hồi nãy tôi đứng ở đây chầm chầm mười mấy phút tôi mới nghĩ ra là... Thôi, thôi, đừng có cay thôi. Nó lệch rõ ràng rồi, nó mới hết lệch nè. Sao hay nhờ, sao cái con người này hay nhờ. Mình ngồi mình... Ủa, nó sao? Cái gì, cái không, tôi tưởng nó lệch đó, lệch ở đây nè. Lệch like, like ở trong, lệch like ở ngoài. Tôi định để vậy luôn, nhưng mà sửa không biết sửa sao. Nhưng mà sao tôi vẫn cảm giác nó lệch lệch. Có hả? Đâu? Bằng mà. Không biết nữa, nhưng mà cứ cảm giác nó lệch lệch ở đâu. À, nó thêm cục đây ông ơi. Ok, hết chưa? Lê Bảo Linh. Ấy. Vẫn cứ thấy nó lệch like. Đâu? Chắc là... Hết rồi. Mắt của tôi vẫn thấy lệch á. Đâu? Lịch chỗ nào ba? Hết rồi, hết rồi. Không biết chứ, nhìn nó sao lệch. Nhìn sao? Thôi kệ đi. Nhìn sao ra lịch. Coi như nó không lệch. Ừ. Đúng rồi, coi như nó không lệch, coi như nó thì không nó lệch. Không lệch thiệt mà. Ông này sao? Đúng, đúng rồi, nó có lệch đâu. Thì nó có lệch đâu, ông này. Ông này. Hết rồi, được 4 cái mía. Bao lâu mới được chồng được tí càng tí càng tí càng tí. Thôi, tôi qua đây sắm đồ đây. Tôi sắm đồ, tôi xử lý hôm sau. Mình ngồi mình build, mọi người build cực khổ luôn, build tỉ mỉ luôn á mà vẫn lệch các bạn. Mà ổng mới qua nhà mình, ổng treo mình nữa.
lịch 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 cái kiểu mình không biết nói làm sao luôn á, trời ơi cứ bị chê thôi, chê 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 hoài thôi, biết mình cũng biết mọi người cũng chê mình mà đúng không, trời ơi cái bạn tồi lắm, tồi tồi chang kia ra đấy. Tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm này, lộn, tôi sẽ nhớ mãi cái mối thù này, nhớ đấy. Cái cúp này, cái cúp Donetsk chắc chắn là ngon rồi, không thể giao dịch. Ủa là thắng ngay thua, tao thắng ngay thua, tao thắng ngay thua. Thôi kìa, sai thua. Kỳ vậy. Thua thằng nào ơi? Thua nào Ủa thua thằng nào? mình thì đang ở một cái world Donetsk đó mọi người, Kira thì đang chơi kiểu cá cược cái gì đó mọi người để ăn tiền money như sao á, thì mình ở đây mình đang cày đồ để mình kiểu như là không, mình đi sắm đồ chứ, để mình đồ cho nó mạnh mạnh một chút để đánh bại Kira mọi người, chứ bị cái ăn hiếp hoài đâu chịu được đúng không. Thì mình ra đây, đây là cái khu vực World Donate nha mọi người, khu vực này có rất là đồ xịn rất là nhiều luôn á, thì mình chỉ ra đây sắm thôi, thấy cái đồng mạnh nhất thì mình cứ sắm mọi người, mình nhiều tiền mà. Sau khi mình sắm đồ xong mọi người, mình trở về nhà mình tuyên bố với Kira là mình là trùm cái đảo này ấy, sợ chưa, đụng đến tôi như là đụng đến thể xác đấy, cẩn thận đấy, gì đấy. Ủa sao tôi chém em chưa chết đi? Hả? Sao tôi chém không tôi đụng là tôi chết đi? Ủa sao mất rồi? Tôi á? Mất thì thôi, còn mấy cái đồ cùi mất rồi. Ủa sao mất thì tôi chém. Ủa sao tôi chết đi? Dạ. Ây da. Thôi rồi, hết tôi chưa? Sự trả thù của tôi đây. Đèn đứng chém chém. Người ta sinh tồn là người ta mua cúp chứ không là mua giáp nhau với đấy. Thằng khốn. Thì có tôi có mua cúp mà. Đào chơi bị nhanh luôn á. Ôi đào úi rồi. Tôi đào lên đào bảo ba rồi. Ủa? Ủa xong còn đồ. À cái bộ đồ đó không mất hả? Nào, nào. Sao tôi chịu không? Sao tôi chịu không hiểu đây? Ông chém tôi thì ông chết, còn tôi chém ông thì chết là sao? What the hell? Tôi không hiểu ông ơi. Còn thằng nào chém là thằng người chết. Từ từ đã, ông bình tĩnh, ông bình tĩnh, ông cứ đợi ở đây, lấy cung đã, đây cung mũi tên đây, cung mũi tên đây. Trời ơi, ông chỉ dùng cung. Lấy mũi táo vàng đã. Hình như thằng nào chém trước là thằng ấy chết đâu. Thế Tôi tôi chém ông tôi cũng chết nữa. không biết. Mà ông quay ra chém tôi ông cũng chết. Tôi mua táo vàng trên đây. Kira có rủ qua đây mọi người, bên đây có cái hội chém nhau rất là vui luôn, nhưng mà mấy bạn này biết biết tụi mình hay sao á, biết mình với Kira mọi người, cái đứng gọi là Akuro Kira thôi. Trời sao lại như thế, âm tồi thế luôn á. Đây tí nữa mình xây, tôi định gì ta, kiếm rất là nhiều ngọc lục bảo á để mình xây thành phố Emerald. Khu bỏ VIP Pro này cái gì? Nó có mấy cái nhìn lạ lắm. Ui giời à, ui da, ui da. Nó có đồ cho mình đào nè. Đồ gì á? Ui nhá, cậu nhìn lưu đi nè. Hay. Ôi. Ở khu này nó là bờ lốc. Mình cầm kiếm mình chém người ta lạ lắm mọi người, nhưng mà người ta cầm cái kiếm người ta chém mình lạ lắm. Đúng là hai khác nhau hoàn toàn luôn, khác nhau hơn hẳn hai giọt máu luôn. Trời ơi, nó chém một cái còn có đúng nửa tim. Bay cả cái tu tầm luôn mà. Trời ơi, cái kiếm của mình đúng là donate có khác, nhưng mà nghe mấy cái kiếm đó mấy bạn nó donate nhiều hơn là mấy bạn nó mạnh hơn mình á. Trời đất ơi, mạnh cực kỳ, chém mấy phát gần chết mình luôn. Bây giờ thì qua đây gặp Kira thôi. Kỳ. Rồi anh đưa chết luôn rồi. Ồ, không biết con nó đang còn lục bảo hả? Hay vậy? Cộng 23, ôi, tức đây cũng nhiều chứ, còn đâu còn đào đâu. Đấy là kim cương này. Sau đó thì mình có treo cái đây farm kim cương mọi người. Giết mấy con này á, rơi tận 39 kim cương, 16 kim cương lận. Nói chung rơi rất là nhiều kim cương á, chỉ còn là để treo thôi mọi người.
Bọn mình thì cần nâng cấp đảo lên á, thì ngồi để treo một chút thôi là kim cương rất là nhiều rồi. Mấy con này mình không cần phải chém mọi người, nó chỉ cần đụng vô người mình thôi là nó chết rồi. Sau khi mình áp căng ngồi treo mọi người, mình có tận là 12.000 viên kim cương. Các bạn, 12.000 viên kim cương mình đổi ra biết bao nhiêu khối kim cương. Trời đất ơi, bây giờ mình sẽ đổi ra cái khối kim cương nha mọi người. Mình mới kia ra sẽ đổi ra khối kim cương để mà nâng cấp đảo lên á. Các bạn biết số kim cương nhiều như thế này là các bạn biết là như thế nào rồi, đúng không? Trời ơi, 12.000 viên lần đấy. Chưa bao giờ trong cái series nào mà có thể kiếm được 12.000 viên kim cương như thế này cả. Đây là lần đầu tiên của mọi người. Khiếp thật đó chứ. Ui, cũng là hai người làm chuyện nó nhanh cả. Tôi tưởng là phải thay cái gì đó nó mới lên đảo chứ để cục này luôn hả? Ít 2.000 mấy luôn. Khi mà nó kia đang gấp đảo mọi người, mình nó kia đứng hạng chính luôn. Và nếu như mọi người đứng top 1, mọi người top 1 là 258 mấy, 87 nghìn. Mình có 8 ngàn, 9 ngàn, 9 ngàn thôi mà đứng hạng chính rồi mọi người. Nói chung là mình đứng trong top đảo được rồi. Trong 1 đến top 10 top đảo mọi người ơi, cũng khá là vui rồi đó. Công nhận là không uổng công mình ngồi mình treo máy mọi người. Nói chung là treo máy nó cũng có cái thú vui của nó. Nói chung là được hạng chính là ngon rồi. Bọn mình muốn top 1 cơ, nhưng mà top 1 cày đảo ghê quá mọi người. Tận lên là 287.000 lần. Mình cày đến nãy giờ 8.000 thôi. Và mình cũng không biết là tại sao là người ta có thể cày được như thế nữa. Kinh thật á, nể ghê luôn á mọi người. Nói chung là cày như thế lâu lắm á, rất là lâu. Gì? Thiếu mở. Thiếu mở ông định xây nhà trái tim sao không xây? Khó lắm ba. Ông định xây nhà trái tim chỗ này hả? Cái ngôi nhà trái tim nó khó xây lắm, nó cong cong quẹo quẹo á. Tại thằng nào không ý quá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on, through the wastelands, through the highways. And on.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder. See the horizon, turn us to thousands. On and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Tôi đang build mà tôi đang cách nó đẹp nhất, tôi đang build như thế nào. Lâu tí tôi biết tôi đồng hồ đâu. Bitman hay là thách Bitman? Từ cái đồng hồ đó. Đây. Chỗ này. Cái này là Bitman, cái đồng hồ. Đây là cái đồng hồ á. Ừ. Tỉ mỉ lắm rồi đó. Hay quá. Trời ơi, tôi build tỉ mỉ lắm rồi đó. Đẹp mà. Mấy giờ? Đây là tượng trưng thôi, sao ông lại coi mấy giờ? Tượng trưng thôi. Đồng hồ rồi tượng trưng mấy giờ rồi. Đây nha, đây nè, đây chỉ cái này là đây. Cái cục này nha, cái cục này là cái cục điểm tâm này, là cái cây kim đúng không? Chấm vô đúng không? Còn nó chỉ nó chỉ xuống đây là mấy giờ? Là 6 giờ, nó chỉ xuống dưới mà nè, nè. 6 giờ. Ừ. Đồng hồ một kim á. tôi nhớ là hồi có một tôi đi học giáo viên bảo là cái kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12 mới là 6 giờ mà. Bây giờ cứ đúng một kim chỉ số 6 là 6 không, giờ. Không, ông không biết đâu, ngoài đời nó khác, trong game nó khác, hiểu không? Trong game nó chỉ có một kim thôi. Hay quá. coi. Tôi build tỉ mỉ lắm rồi. Hay quá. Tỉ mỉ lắm rồi đó. Thấy cái đường vô đẹp không? Biết mà, đồng hồ xịn quá. Định cho vậy vậy nè, đây vậy nè, đây và lên đây nữa. Cái này cái gì? Này cái cầu á. Đường đi vô. Đẹp không? Hay quá, đường đi vô nhưng mà lại là nó cục. Ờ, nhưng mà đập vô thì đâu lên được, cao lắm. Là mỗi lần mình vô là phải đập á. Đấy, mỗi lần đến khách đến chơi nhà là đập vỗ nhà đi. Đúng, đấy, đúng phải đập đấy, phải đập xong khách chơi xong khách về thì lại để lại. Đúng rồi phải... thì sao chứ giờ đập đi xấu lắm. Thấy build đẹp không? Tỉ mỉ lắm rồi đó. Giờ tôi biết là cái tháp ấy là gì? Big Ben là dưới nó có mấy cái cầu á, mà tháp Big Ben của người ta là
giữa thành phố, còn mình là giữa một cái đồng. Nào. Không, cái này là mình. Mình sao lại có ở, lại có ruộng lúa ở đây? Mình tượng trưng thôi. À, tượng trưng. Là tượng trưng Tháp Big Ben ở quê á. Đúng, chỉ là tượng trưng thôi. Tháp Big Ben nông thôn. Big Ben nông thôn. Big Ben tượng trưng thôi chứ làm sao mà như thành phố được. Chứ không thấy cái nông thôn thì nông thôn nó chỉ có một kim thôi chứ không muốn mấy kim. À là tại đó ở nông thôn nên có một kim đúng không? Ừ, đúng 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 đúng. Chứ không muốn mấy kim. Nó là nông thôn mà. Nhưng mà đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp đẹp đẹp. Đúng là Tháp Big Ben nông thôn là khác đẹp. Trời ơi, mình build phải đẹp chứ. Ai lại chê xấu được? Chê đâu, không ai chê đó. Đúng rồi, tôi nó la lắm. Nào, đẹp mà. Ông phải công nhận nó đẹp. Đẹp mà, đẹp lạ mà. Vừa đẹp vừa lạ vừa độc nữa. Vừa đẹp vừa lạ vừa độc nữa là sao? Vừa đẹp mà còn vừa độc nữa. Độc là cái gì? Độc là nó xấu đúng không? Độc nhất vô nhị đó là đúng gì có một cái Big Ben nông thôn duy nhất ấy. Đâu ra cái Big Ben nông thôn thì ai? Tôi là người sáng tạo nông thôn đó. Đó. Ok. Đồng hồ. Đồng hồ trong Minecraft. Đó lịch đâu? Xây chuẩn nhất rồi đó. Chào các bạn, mình hướng dẫn viên du lịch. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn đi xem cái Tháp Big Ben nông thôn này. Đấy, khi mà đi vào đây chúng ta có thể đi vô cái cửa. Cái cửa đâu? Nào. Hay quá, cái game này là game Free Fire Simulator không có cửa nha các bạn. Ở sao không hỏi đường lên đâu? Sao ông không hỏi cái đường lên Big Ben đâu? Big Ben đâu? Ờ. Cái đường lên đâu? Bay à? Ok, bác điểm hỏi thôi. Đường lên đâu? Thì mình biết bay mà, mình biết bay mình cần làm gì ấy. Hay quá. Ông ơi, tôi có cái ý tưởng này ông ơi. Ông, đây là nó nghe nè, đây là nó nghe nè. Tôi định có cái ý tưởng á. Tôi á là tôi có cái ý tưởng á là định xây cái chuông ở đây nè. Thì đồng hồ Big Ben có chuông như là ở chùa ấy. Big Ben nông thôn. Big Ben nông thôn không cần chuông đâu. Đấy, khi mà đi vào đây chúng ta sẽ không cần cửa, tại vì đây là Free Fire Simulator, các bạn chúng ta có thể đi thẳng vào đây. What? Đấy, Free Fire. Và khi mà đi ra đây chúng ta sẽ wii. Nào. Ông diễn ghê quá à, chân thật quá à. Wii. Cái này người ta gọi không phải là Big Ben các bạn. Cái này là cái đảo bay mà, cái đảo bay mà chả thế ông đi thẳng xuống chả wii là gì? Nó cái lâm đầu xuống dưới thôi. Chỉ có một đường vô duy nhất nha các bạn. Các bạn phải chọn đúng cái đường vô đấy. Còn nếu mà khi các bạn chọn một trong ba đường còn lại thì các bạn sẽ vượt quá tốc độ không cản kịp là ui. Chắc mình cầm kiếm mình giết thanh niên này quá mọi người. Trời đất ơi. Trời đất. Mà đẹp không? Ông phải khen từ đẹp vô đã. Nông thôn đẹp không? Đẹp 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 đẹp. Nông thôn đẹp mà. Mỗi tội không có cửa. Chê đúng không? Gọi là Big Ben đấy, Big Ben ở đấy xã hội này. Chê đúng không? Chê, có người chê. Chê đâu? Không có người chê. Chê. Không mà, chê. Nhưng mà đẹp không? Tự nhiên nha, bây giờ đẹp. Nha. Ví dụ nha, bây giờ nha, tự nhiên ở đây nó có đồng lúa đúng không? Nhưng mà tự nhiên bốn cái đường đi nó lại trống vắng thì tôi phải trang trí thêm. Đó, nên như là một cái đường đi vô. Đấy các bạn, bình thường cái đồng hồ người ta là có một kim ngắn, một kim dài nhưng không. Kuro xây đúng rồi đấy, kim ngắn. Bình thường Big Ben là người ta ở chỗ kiểu thành phố đô thị. Không, Kuro cho nó về quê nhà luôn. Cho ở giữa cái đồng lúa luôn. Ây da, ui da, ui gì vậy? Bình thường Big Ben là người ta là ở giữa lòng đô thị, đường cao tốc. Nhưng không, Kuro cho nó. Xịt, lại đây nó nghe này, lại đây. Lại hầm, cái hầm quên sinh. Lại đây, cái ông quay lên đây tao nó nghe. Hầm Ông bên đây coi nè. Chỗ này á là ông biết tại sao tôi theo một kim không? Cái lý do nó rất là đơn giản. Chứ bây giờ ông build cho tôi là hai cái kim coi. Ông build tôi sẽ thành hai cái kim giúp tôi coi. Tôi đố ông build được hai cái kim á. Ừ, không biết quá. Sẽ build được cái gì? Làm trâu làm ngựa luôn cho ông. Kiếp hôm trước làm nô tỳ rồi lại làm trâu làm ngựa. Kiếp. Chứ giờ ông dễ dãi vậy. Trời đất. Tôi build mãi không được hai cái kim mà ông build được hai cái kim. Ông nghĩ gì vậy? Tượng trưng, ông kêu tượng trưng mà, tượng trưng nó
Nhưng mà hai cây kia nó phải đồng đều nha, nó không được lệch nha. Nó Chết, không trời ơi. nhưng mà không được lệch. Lệch là ông thua. Nè Thế nè hôm trước thì đòi làm nô tỳ, hôm nay thì đòi làm trâu làm ngựa, ông cũng kỳ đó. đâu hai kim đâu, ủa một kim hay hai kim ấy. Nhưng bị Cái lệch kim này ngắn chỉ còn 6 giờ nè, kim dài chỉ đến 12 nè. Tại kia không phải. Nhưng nào mà đúng chưa? đàng hoàng nào. Đây là kim ngắn nè, cái kim ngắn nè, kim ngắn này chỉ còn 6 giờ nè. Đó. Kim dài chỉ đến 12 là 6 giờ đúng đó. Lại cãi đi. Cãi. Mình cãi không? Mình cãi không? Nghe này. Cái gì đó, kiểu Đấy. gì, kiểu gì? Ông làm cho là ngựa là tôi nói gì ông cũng phải nghe đúng không? Ừ, vô làm gì? Giới thiệu với ông đây là gọi là người ta gọi là khách sạn bông hoa. Lý tưởng là xây theo một bông hoa mà nó là khách sạn cho nên là gọi là Flower Hotel. Láo hồ thẻo, Thực ra là khách đúng rồi, Flower Hotel. láo hồ léo, là gì? Đọc y chữ méo mồm bây giờ. Đấy, nói chung nó là khách là sạn. láo hồi hiểu còn tiên nghe Khách tên vậy sạn luôn bông hoa đúng rồi, sao mày cười đồ sẵn rồi cái thằng này. hả? Tại vì Chết chứ gì, nó cười đồ ấy chứ. gì đấy trời, đấy đấy Chết đấy. rồi, tôi nghĩ lại, ho tôi nghĩ lại. Tôi nghĩ lại, không Ủa biết thằng nào là. léo hầu Ôi theo ôi được được lên không? nghĩ lại, tôi nghĩ lại. Mày đó, không biết được. Không biết được ai là cáo hay là gà đâu. Không biết được ai là gà hay là thóc đâu. Vô đi là biết, vô đi. Đâu, vô làm. Không biết được thằng nào là gà, thằng nào là thóc. Nào, Tôi chúng ta làm bỏ gì nào? đi. Không, tôi bỏ đi, tôi bỏ đi. Không, Láo. tôi nghĩ lại, không có gì cả. Không, Nào, đứng lại, chúng ta làm gì nào? Tự nhiên vô cái chỗ này xong chưa làm không. gì nhưng mà không có đường lên là sao? Nào. Nào, Chết sẵn thì là lòng. gà mà thóc ấy. Nè. Cút tôi kìa. Nghĩ lại rồi. Nào, đứng lại nào, 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 nào. Này em gì đó ơi. Đi vô cái chỗ nào? Nhà mình tự xây, mình vô mình trải nghiệm đi chứ. Mình trải nghiệm sau này khách mới vô chứ. Không nghĩ xây thấy ai vô. Đây mình sẽ dắt dắt Kira vô. Ủa đâu rồi? Alo. Kira ơi. Đâu rồi nhỉ? À đây rồi. Cút Đâu rồi ta? rồi. Kinh đâu, đi vô, ông kia đi vô mà. Tự nhiên ông kia đi vô Đi. xong đi ra. Trời Đi. ơi. Nào, đi vô cục đường đó, không được ra đâu nha. Sao có thể né tới ghê vậy? Bập đầu ta. Kiếm được mới giỏi.